Mày ra quá Bồ Đào Nha rồi, lúc nhạc này tôi trúng quá vậy. Thôi ra Tony Cruz cũng được, không ra sao ra Tony Cruz, anh Romo cũng được, anh Romo lắm á. Romo lắm á. Romo. Anh. Tại sao? Ôi. I'm sipping 15, kept a weapon on me. Blow make digits, I'm on my business. Stack chicken like what it's gon' be. Hàng 6 dọc đi 2 luôn à. Cái chúng chúng thưởng không? Chúng thưởng dòng nào? Ok, và vô BTB70. Này là lấy có 104 á, ngon hơn. Lộ lờ hả? Evet lấy lộ lờ như ngon đang lộ lờ này cũng khác quá, có mấy con ngon à? Cáo của Evet này cũng ấy quá, lưng chừng anh bút quá, kìa lấy cáo. Thấy bàn trong này lại lỗ lắm, lấy con MC Yo, chiến tàu vào đêm. Linh vật của game Cruz vẫn chưa ra. Cruz BTB 8 tôi nghĩ là ngày hôm nay sẽ ra, hoặc là C7 BTB đi. Tôi muốn C7 cũng được, 200 tỷ và trắng thôi. Giờ còn thêm 1 ngàn nữa, 1 ngàn 3 nữa là 1 ngàn rưỡi. 400 tỷ quê. SK đúng cô anh. Cả lời quả trọng nhân nha, đúng rồi, full sự kiện thánh sinh phẩm á. Là quả full anh em chơi full luôn, đừng có chơi mà nửa dòng kiếm xong anh chơi. Biết sao, nó mất cái chớn, nó giống như anh em đang. Anh em biết mà, những bạn nào hay đi sẽ đạp lên dốc á. Đâu ai mà đạp lên nửa chừng dốc, cái anh em nghỉ mệt, cái anh em nghỉ mệt, cái anh em bảo đảm anh em đạp không nổi đâu. Anh em phải đạp luôn một thẳng luôn, thẳng băng lên cái dốc luôn, rồi qua hết cái dốc rồi nó đã. Còn anh em đang đạp nửa dốc, cái anh em dừng lại, cái anh em nghĩ mệt nhiều khi đạp tiếp đạp nổi nó tụt xuống luôn, thấy bà. Nên chơi sự kiện nó giống như leo núi vậy đó. Anh em đã leo núi là mới đi lên một lèo luôn. Hành trình nào thì cũng sẽ phải vượt qua. 1.700 tỷ luôn. 1.500 tỷ bơ trắng. Ác thiệt chứ. Icon Brazil. Icon Brazil. Những cái đầu nha, bạn sửa cái đầu nang. Bạn sửa đầu nang. Trời. Socrates à. Bạn sửa cái đầu nang chứ gì. Anh này mình hoài thật nghe rất thiếu bột quá. Thì đó, nói cho anh em, bày cho anh em cách để mà anh em ấy kia chứ. Nó ra anh em nói mình lùa này, chứ quan trọng là mình muốn giúp đỡ mọi người chứ. Trời ơi, mấy gói này mà mở được C7CC cũng 2 ra, cũng cái 1.000 tỷ anh em à. Mấy gói này này, mấy gói này này, đừng trên đường nha, mấy cộng 1 đừng trên đường nha. Hên nó làm cho quả CR7CC, cái là trời ơi, nổ hủ luôn á. F98 Bồ Đào Nha ST à. Trời ơi, Bồ Đào Nha lộn. Figo đúng không? Figo cũng được à. Ủa sao ra này hoài ta? Ủa tôi nhớ ông này là cái gì Pháp CDM mà phải không ta? Ông này Pháp CDM là cái gì Bồ Đào Nha gì mà ông này hoài vậy? Sao vị trí đâu ra ông này ta? Ơi, hai bóc cơ mà đã lửa luôn hả? Alaba Master à? Ai vậy? Onisiwo cho 14 hai mấy tỷ luôn. Onisiwo là ai vậy? Đó là mấy con này không biết ai luôn ta. Ra con nào để biết người này người kia rồi với mấy cầu thủ bóng đá phía dưới rồi chứ. Cho ra mấy con không biết ai luôn ta. Lần anh em đang xem cho thêm 58 like nha, cảm ơn rất nhiều, tròn 200. Ôi, trời ơi, tưởng C7 sẽ mua được nha, Tây Ban Nha rồi đúp à. Bro à. Đây là siêu vật bốn trò ra C7 CC cũng 4 cái lắm rồi. Cái nữa coi. Cả đời view chỉ đó bên phải rồi, có luôn à. Ôi, Tây Ban Nha Bồ Đào Nha đúng không? Bồ Đào Nha ST cộng 1 nữa. Cho 7 CC cộng 1 nữa. Cần cộng 5 đâu. Finalization. Ở lộn Việt Nam 23 VBET chứ. 23 VBET ST nữa này. Ủa gì vậy? Cái gì vậy?
6 tỷ hả? Má từ đó giờ mở cái này chưa bao giờ dưới 10 tỷ luôn á. Anh Đức mà 23 US này mới 2.000 tỷ rồi. Căng ta. Căng ta chưa nào. Vạn sửa cái đầu đen anh em ơi. Vạn sửa cái đầu đen. Sáng nay anh Đức nó 23 US à. Mày sửa cái đầu đen. BTB Đức CM à. Trời ơi, 33 đúng không? Ê, 33 đúng không? Kimix 118 số. Ừ, không được, được, Kimix 1 mà 288 tỷ, cũng được ha. Cũng được. Đúng rồi, 101 đang Kimix ấm rồi. Được, con hàng gỡ lại. Đúng không? Hàng tự này cũng ngon. 101 ra được 33 mấy ngon rồi. Còn 49 like, nó còn 200 nha em nha. 49 like rồi, 49 subscribe luôn. Bữa ngón này ra được bùa đường Aster, ngon ha, bùa đường Aster cái. Trời ơi, biết đâu mở mấy con rác mà ra được ngàn tỷ rồi mấy. 102 F3 LL BTB. F3 LL BTB. BTB. Bờ đã xin nữa. Ui, bình lê. Ui, bờ đã xin làm cái đó. Trời ơi, Garo hàng suốt rồi. Ui, cái gì vậy BTB. Trời ơi, bờ đã xin XT, bờ BTB. Tâm nhớ ông. Ủa được xin nét tơ hay mà bê tơ bê ta. Không nghĩ tâm này luôn á, Gareo được hơi suốt à. Không nghĩ tới rồi, không nghĩ ra ta. Nhớ mày mà nãy nó ra cái này là như on luôn á, cái này bỏ mấy Việt Nam ra. Cái này khác nào có on thôi. Cái ngoài này giống có on quá vậy. Ê, tôi linh cảm ra bộ đường Aster nữa mà. Ê, bộ đường Aster, tôi linh cảm đúng lắm. Bộ đường Aster. Bộ đường nha, bộ đường nha. Đức cơ ta. Ôi, mày cần bỏ lắc không ta? Rắc lơ. Lơ. Bà lắc cáp. CM luôn này, cho ra bà lắc ta. Cho xong rồi bà lắc. Trời ơi, mà thớt hả? CM đúng rồi chứ, mà thớt gì, vị trí gì? Mà thớt cáp CM mà. Ồ, xong ra Đức, xong CM bà lắc ta. Cả lưu ở trong nhân nha. Chưa có sâu này mà. Hôm nay có map. Có. Có map này em ơi, em tin tôi. Từ có map mà. Quả này ra con nào cho nó mượt mà xíu. Coi mấy đứa ơi. Cả lưu ở trong nhân nha. Cả lưu ở trong nhân này ra con nào cho nó hơn. Bờ đa sinister nè. Cái này mới là cái cần bờ đa sinister này. Bờ đa sinister. Pháp hoài vậy. Pháp Henry à, Henry ngon trong gãy xuống. Đúng không? Ôi. Nam. Gì trời. Dấu tên đã bị scan 5.000 đồng. Ramos BTV 8 hay Ramos DC 5 OK V hoa. Cảm giấu tên nha, BTV 8 nha, BTV 8 không nùi quá. Chia ghê hả ta? 117 số cũng được, mát rồi. Henry là nhiêu tiền? Henry MC 500 tỷ luôn hả? Trời ơi, sao mà đèn như vậy ta? Thấy bà đó. Nó đèn như ta, sao được Henry ta? Đó mà ra Henry. Quá đó ra Henry thì thôi chứ nắm luôn. Anh em đang xem cho 30 like với nhau mọi người, chồng 200 á. Ủa hồ đây nó á. Ui, bộ Sinister nè. Pháp Sinister nè. Pháp và rồi Đức thì ai đâu. Goldman nè, sao Pháp này hoài ấy. Goldman nè. Bùa rồi nha Sinister. Trời. BTB trong lý tư. BTB trong lý tư. BTB trong lý tư F3 hả? Đức hoài vậy. Ui, cái nào? Tất cả là bắn xa. Ui, cái nào bắn 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 bắn. Ui, vào Leo Ripka. Cắt trọng nhân nha. Lưu chạm mát là Ripka được nè. Minh chỉ số nhưng mà mát nhá. Leo Ripka. Bà lắc ta, sao được bà lắc ta? Bà lắc là gì? Bà lắc F3 CM lúc nãy. Trời ơi, 1.000 tỷ lúc bà lắc F3. Trời ơi, CM luôn, Đức CM luôn á. Red K 700 cũng được ha. Bác bán 800 được. Trời ơi, Red K cũng được rồi. Quả là bà lắc nãy giờ 2 lần bà lắc rồi. Lần Đức Cáp rồi. Đức Cáp rồi. Thế là Đức Cáp rồi. Đức Cáp CM rồi. Giờ ra Đức FA nữa. Chị bật sống rồi, giờ đó ngàn mấy tiền cầu thủ rồi, cầu thủ ngàn mấy cộng với 2 mấy tỷ rồi. Đó, sản phẩm là đường nào cũng trên 2.000, 2 rưỡi.
Gói này ra B70, ra B70 được rồi. Gói này xong chơi gói này nha. Tâm linh nó nghi đó, Gunogan à. Đức sờ mở gì đấy các bạn. Tôi nghi lắm. Đức sờ mở Tony Cruz. Đức sờ anh RM đâu có khăn. Anh là chắc chắn 100% là lụm á. Anh 100% lụm luôn rồi. Anh đây, ra của anh là chắc chắn lụm rồi. Anh Đức sờ mở đúng không? Thấy không? Tôi đã đem nó đúng không? Tôi nói đúng không? Tony Cruz Passion Tiger. Trời ơi, tôi đúng Đức sờ mở mà. Massa sẽ gỡ có 680 tỷ luôn hả? Được rồi ha, ấm quá ta. Đúng là đúng là Tony Cruz. Trời ơi, tối nay giờ nó nhấp nhả rồi chứ. Trời ơi, quá ấm ra này cũng ấm rồi. Bài này mình chúng sắp bóp bị lắc. Vô bụp luôn nha. Cười. Này bài này quay full bị lắc. Chúng nhắc bóp ta, chúng sắp bóp thì gây căng. 447 tỷ luôn. Xong bóp bê nhiều đấy. Ê, còn mẹ không? Dạ. Khởi động anh em ơi, anh em đang xem đỡ lại một like, cùng subscribe. ST 100 tỷ ai cũng dân hả? Sơ rẫy return. Đồ ăn hả? Thẻ nó cháy. Nên còn kèo đọc thẻ nữa. Ê, ST. Trời ơi. Rồi bơ vào nhà cộng 8 là ai vậy? Ủa cộng 7 vậy không? Cộng 8 ta. Cáo Hoài Nam nha, chúc giùm em Hắc Nam. Sang TG bên tôi. Cám à. Ê PC à. Ủa sao răng này ngoài ta gôn nữa đúng không? Sao răng này ngoài ta gôn ngoài ấy. Ủa gói này gói cộng 6 thì cộng 8 à. Có gói này hay ta. Bên tôi bon. Trời ơi gì. Ổ Insan Sumi Madrin là ai vậy? Mà sao có đây nhạc này nhiều thẻ quá vậy? Anh này quán cấp nhau bị lắc nhiều thẻ quá ta. Ngon đấy chứ. F xe 109 nè, cộng 5 luôn hả? Lấy nhất là được 115 đúng không? 115. Có Soulmin Burlingham. Anh CM là đẹp. Anh CM đúng không? Anh CM. Cho anh lửa nấp quá ta vậy. Trời ơi đúng ha. Ngàn 500 FC chơi sự kiện gì hả? 1500 FC thì anh em ngàn năm không chơi sự kiện ngon đâu. 1500 anh em mua S VIP số tay rồi. Ai chơi sự kiện mà chứ phải mười mấy k chơi nó đã. Ít quá chơi nó ngon, ít quá anh em chơi mở tới mấy gói đầu nó dở mà. Này ra Chelsea là ngon nha. Chelsea là ngon. Trừ Chelsea. Ôi Chelsea to luôn ta. Trời ơi. Spotlight 50 cộng 7 luôn hả? Rudiger Vinicius. Erling Haaland. Đức CV. Naui là lũng. Naui Hàn Quốc Son Min à. Ê Kim Min Jae ta. Cao vậy? Kim Min Jae cũng mấy tỷ vậy? Trời ơi. Robert Hart 8 xài ổn không hả? À? Hiến tạm à? Béo tạm à? Anh em xem để lại một like cả nha mọi người nha, cảm ơn rất nhiều. Ơi gì vậy? Hà Lan. Ơi Gullit à? Đúng không? Seedorf à, tưởng Gullit chứ cộng 8 rồi mà mấy con nhỏ nhỏ rồi ra cộng 8 rồi Seedorf ta. Hello em. Hello Từ Quốc Hùng nha. À hello Cường luôn em. 99 VTB. Bờ sinh nữa hả? Trời ơi, bờ sinh mà lờ bớt. Ta vậy. Alexander 117 số. Ừ, ngon 102 mua chứ. Sao giá 39 tỷ vậy? Cảm thành danh nha, có phải là bữa nhắn của fanpage mình rồi đúng không? Nhưng mà không biết lý do gì tôi không nhắn lại được. Cái bạn này bữa tôi tính lên kèo VPN với Candace nhưng mà tôi không nhắn lại được. Hello Khang Nghĩ nha. Luôn đổi nha. Bơi tụi bơi. Ừ. Bộ đường nhanh rồi đó. Họ lời đó mà cảm ơn đây nha. Bộ đường nhanh lời đúc của ta. Ủa cái gì vậy bộ đường nhanh rồi đúc của tụi nói. Ôi. Nó rớt là do anh em hơn. Nó lộn nó rớt do anh em đen. Nó lên do công suất tụi hay anh em à.
Cả mùi đằng nguyên kho nha. Desali BTB8 ngon không anh? Tính mua đã cặp với Tomori chè 8 hả? Desali của Tomori ngon mà, con Desali BTB8 ngon mà. Tại mình không thích Desali chứ, nó cũng 8 đó, còn nghèo quá. Nên chờ xíu, Bồ Đào Nha ST nha. Hurricane ST, anh ST, Bồ Đào Nha ST, Bồ Đào Nha ST, anh ST, Pháp ST, Mỹ ST được mà đúng không? Lukaku ngon mà. Anh ST cái anh mà nó ra gần, ui 118 thì đó không được, 118 đúng không, ngon, trời ơi, anh mà nó ra, cũng được ha, cũng được anh GK, anh nhiều hàng ngon lắm, bỏ nó mà ra ST cái này thôi chứ lụm tiền là tiền lụm hết rồi, ngàn tỷ đó gì, chọn BOE luôn à, tôi cần cái Zidane hay Ramos đúng không, Cruz cũng được, Henry cũng được. Ôi ngon quá ta. Lukaku bỏ ai, Gullit cũng được. Xếp Hà Lan cũng được ha. Xếp Hà Lan cái mày đi ơi. Hà Lan xếp. Xếp ăn mồ hả ta. Xếp ngoài vậy. Vô hả anh Cron. Ủa có xong. Ủa. Trời ơi sao mày xếp. Con chấp bị trắng xuống vậy. Em đang xem đỡ lại một like cái nha mọi người nha. 154 like á, cảm ơn nhiều. On cắp trăm với ta, on cắp trăm cũng tắt hả? Ừ ra lửa à. Gì vậy? Ơi con này số không cao, con này số 117, 18 118, ừ cũng được, được Godin cũng được. Trời ơi nó ra mấy con 98 số sợ, Godin hả? Cũng được ha. Được tuy là không mát số nhưng mà cũng được tầm trung. Được ra mấy con á, 115 mát, nó khóc luôn á, 118 là mơ, được rồi. Này ra quả, Bồ Đào Nha rồi rất gạt này, trúng quá vậy. Thôi ra Toni Kroos cũng được, qua ra sao ra Toni Kroos, anh RM cũng được, anh RM là mất, RM là mất, anh đã sắp chốt rồi mà còn Benzema nữa thì ấm quá ta. Mực mà đúng không? Ôi nếu anh em muốn đi nhanh thì đưa mình, muốn đi xa với cùng nhau. Tôi đi với tôi là lúc nào anh em cũng sẽ được những ăn ngon chứ. Chào và hẹn gặp lại.